Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ là địa phương có diện tích tiêu lớn nhất với 1.300 ha, giảm gần 1.000 ha so với năm 2017. Thời điểm này, nhiều vườn tiêu trái đã già và chờ chín để thu hoạch. Theo nhiều nhà vườn, mặc dù bất lợi thời tiết, một số nhà vườn nhờ chăm sóc tốt vẫn đạt năng suất 3 tấn trên 1 ha, cao hơn 2-3 tạ 1 ha so với năm ngoái và các năm trước. Thời tiết năm nay thì nó lúc đầu thì mưa cũng tạm ổn, nhưng mà sau giai đoạn sau thì cũng có một cái thời gian nắng hạn, nên người dân ở đây cũng dùng tưới bắt nhỏ giọt, tức là tưới tiết kiệm á, trong một tháng đầu mùa. Sau này là thời tiết cũng mưa cũng tạm được. Hiện giá tiêu đang được thương lái thu mua với giá 60 đến 62.000 đồng một kg, thấp hơn so với cùng kỳ 20 đến 23.000 đồng một kg. Năm nay do giá nhiều loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng gấp đôi, gấp ba, nên dù năng suất tiêu đạt cao, nhiều nông dân vẫn không mặn mà khi đến vụ thu hoạch. Để giảm chi phí đầu vào, nhiều hộ nông dân đã phải bón các loại phân chuồng. Tuy nhiên, điều bà con lo lắng vào vụ thu hoạch, chi phí nhân công tăng cao, khó kiếm sẽ khiến nhiều người trồng tiêu thất thu, thậm chí thua lỗ nếu vườn tiêu không đạt năng suất cao. Phân bón, các bảo vệ thực vật tất cả tăng giá lên, nhưng mà giá hồ tiêu đã đang tụt xuống lại. Khó khăn bà con tính ra hái không đủ nhân công và tiền đầu tư phân bón nữa. Trong những năm gần đây thì giá hồ tiêu là xuống thấp liên tục trong 4 đến 5 năm vừa qua rồi, chứ cũng không phải là năm 2022 này. Với giá này thì thực tế người nông dân cũng không có lãi. Cái về vấn đề nhìn nhận chăm sóc và thiết tha với cây hồ tiêu là nông dân cũng không được chu đáo như mọi năm. Toàn huyện Cẩm Mỹ có trên 6.000 ha cây hồ tiêu, tập trung nhiều tại các xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Tây. Thực tế, 5 năm trở lại đây, giá tiêu bấp bênh, chi phí đầu vào tăng cao từng vụ, nên nhiều nhà vườn không mặn mà chăm sóc, năng suất liên tục sụt giảm, khiến nhiều diện tích trồng tiêu trên địa bàn liên tục giảm mạnh.